Mùng 1 đầu tháng đây các bạn ơi. Nào mùng 1 làm 3 tiết canh nho đỏ nào. Đấy. Hai khay tiết canh to đùng này. Rồi, cái này đằng này thịt ngan này vị ngan ngon không? Ngan quá ngon luôn các bạn. Nhìn cái thớ thịt ngan này. Các bác đi ăn bún ngan hoặc ngan chặt mà được như thế này quá siêu rồi, quá phê luôn. Quan trọng là vẫn là hai bát này này. Đấy. Đông cứng luôn này, đây các bạn này, nhìn này. Đấy nhá. Nghiêng đĩa mà vẫn còn nguyên này, đấy. Nếu mà vào bát thì tôi sẽ úp ngược ấy, nhưng mà đây là đĩa tôi không úp nữa. lại mất phần ăn của anh em đúng không? Đấy. Và rồi mời mọi người nhá. Chúc mọi người một tháng mới tốt lành nhá và được nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.